Yo, hello nha, chào người nha, chúng ta trở lại với chơi lô của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em game hãy tạo ra chế mình từ đường phố đó bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ vào video cho anh em xem video bản quay like share được bên thằng kênh nhưng phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một video công chiếu tiếp theo bên kênh từ đường phố anh em. Tình hình thì tôi vẫn đang cùng các bạn đợi code, quên đợi code đợi quà anh đợi code đợi quà của bên game anh em. Nami thì livestream được hơn một hôm rồi nhưng mà chưa thấy phát quà các bạn. Bây hiện tại quà đã nhận chưa? Nếu nhận rồi anh em comment phát con nào. Vì lâu lắm rồi, tối nay tôi để đồ lịch qua công chiều tối bữa anh em. Đấy, quà hiện tại chưa gửi. Ok, trên video ngày hôm nay thì tiếp tục sự kiện thôi anh em. Tôi ném code lên đây cho anh em nhá. Đó, bạn nào nhanh tay nhận được ạ. Code tôi sẽ ném trong video, bạn nào nhanh tay sẽ nhận được nhá. Ok. Bây giờ ta điểm qua sự kiện xem nào, có gì hot không? Xem nào. Vì hôm nay là ngày cuối tuần anh em, không có gì hot cả. Rồi. Đuôi đồ. Để xem nào. Ok, trước tiên thì tôi sẽ đi qua đậu thần phát anh em nhá, đậu đôi. Đấy. Đó, hôm nay thì chúng ta sẽ quẩy con nàng lại anh em, hôm qua mất công nâng cấp tem đội mới lên rồi các bạn. Đây, hôm nay thì sẽ quẩy con nàng này. Rồi. Với sự xuất đẹp của chị đẹp Reru và anh em. Trận đầu tiên. Ok, chúng ta chắc phải bắt đầu pick lại anh em. Cho Lu vào, cho chị đẹp Reru vào coi anh em. Rồi. Team thứ hai. Cho ra anh em, cho xanh vào xem. Rồi, tấn công coi anh em. Trận đầu nghe hơi toang nhé, trận đầu nghe vẫn hơi toang. Trận này. Trận này tôi nghe vẫn hơi toang, các bạn sợ chưa ăn được. Thật sự cảm giác trận này nghe chừng vẫn chưa ăn được các bạn. Thôi bỏ đi. Trời ơi, đánh vậy sao chơi. Ok, đào tem phát nữa. Đào tim phát nữa. Rồi. Đào tim phát nữa anh em xem nào. Kata, hay quá. Thề, đấm không có giá trị nữa anh em. Thế mà bố già đi dâu đen bổ đau đấy mà. Trẻ không điểm công à. Vô lý. Thôi. Thôi em xin ạ. Trời ơi đánh đau quá. Bỏ đi anh em, trận sau thì win rồi. Trận sau chắc cú rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ đi luyện tập đi. Còn không? Ủa đóng cửa rồi à? Ôi tôi đang rình để vào đi luyện tập mà nó lại đóng cửa rồi anh em. Oh man. Đợi mấy ngày hôm nay chỉ để đi luyện tập thôi mà nó lại đóng cửa rồi các bạn. Cú thế nhờ. Đang bảo để đi luyện tập test em mới mà nó lại đóng cửa này, sao chơi. Dâu đen này. Zeru đây. Rồi tứ hoàng xanh. Nami vào nữa. Rồi. Đó. Đang bảo để test em mới mà nó lại đóng cửa anh em, cú thật sự các bạn. Ok kìa. Đội bạn đi trước à. Sắp mặt rồi. Quên boss cho anh em, boss đi trước. Đội nào? Đây chỉ có boss thôi anh em, chứ không có đội nào hết á. Boss lại đi trước mới đau các bạn. Ui, toàn thế nhờ. Ôi, mất công nâng cấp, tôi đáng bảo vào test rồi. Quên hôm qua ăn test anh em. Hôm qua nó mở, hôm qua tôi quên mất không đánh các bạn. Hôm nay mới đánh. Ui sao cu lù đấm nào. Rồi. Đội bạn có mối xanh với cả Sanji. Kata, ui bên mình bay một Kata rồi anh em. Ôi trời ơi luôn. Đúng kiểu ối giời ơi luôn. Thôi toang rồi. Không như nói là nói anh em cu đù đánh vẫn phê ạ. Thôi đi trẻ boss coi xem còn boss không. Ôi quên không ấy rồi. Tổng bộ. Thôi làm nhiệm vụ phát các bạn. Rồi. Nào thì qua boss thần thú anh em. Bên dòng hỗ trợ này gì đây? Sát thương từ nộ à? Sát thương của lượt. Được này. Top 18. Ok. Mất công cho chó lù ăn học đây anh em. Rồi. Ra trận nào. Để xem nào. Hôm nay cô lù nhà ta thể hiện đến đâu. Một đám. Đúng rồi. Đám đi. Đúng rồi. Hay quá lù ơi. Xem lù hôm nay gây được bao nhiêu sát thương anh em. Em này đấm đau hơn rồi đấy.
Đó. Thấy đâm đáng đồng tiền bát gạo hơn rồi các bạn. Trời, ui giời. Tuyệt vời. Rồi, cứ một lượt là được đánh ké thế thôi anh em, xem nào. Bao nhiêu? 650k, ít hơn bữa à? Bữa thứ nhất là nhiều hơn mà. Lại ra thường đến từ nộ hả? Bất lợi. Ở đây gì? Đang chuyên thủ rồi. Bên này cũng đến lúc lên trận rồi anh em. Đó, Kata hôm nay cũng ok hơn chút. Đó, anh Kata này là cũng ok hơn. Ừ, nhìn nhầm anh em, tưởng hạ anh ba còn lại cũng lên được E5 rồi. Chưa phải, chưa phải. Tôi nhớ chưa đủ mà. Nhắc mới nhớ, không biết là Sanji kia còn bao nhiêu form nhỉ? Tí vào kiểm tra xem còn bao nhiêu form nó đủ E5 các bạn. Chuẩn bị cho cháu nó lên E5 là vừa. Đó, đến lúc mà nâng cháu thứ hai lên E5 rồi anh em. Nâng cháu lên chắc là phải nốt xa Do Flamingo đi các bạn. Phải nốt Do Flamingo đi. Còn nâng anh ba nốt còn lại lên E5 luôn. Đấy, Gamma nâng lên E2 nữa là Osuke. Hay còn F7 đấy. Đó. Bộ nào? Đúng rồi. Lượt số 5. Độ cước xung thiên. Bộ giờ chém nào. Ok. Một tỏi 8. Kata một tỏi 2 anh em. Oh man. Nó phải vậy chứ. Đúng bài luôn ạ. À. Ô lần này Kata thì làm yếu hơn anh em. Top 7 rồi. Tạm ổn. Mê cung. Ở đây tôi đi hết rồi đúng không? Mê cung là đi hết rồi anh em. Còn dòng này thôi. Chỉ đẹp Peru mới cũng mới được nâng lên anh em. Test thử luôn. Rồi. Là trận nào? Úi sắp cưng, bán đi đúng rồi, hay quá. Cái trận này để chị đẹp Reru đứng ở trước, Usopp đứng ở trước nghe chừng có vẻ đánh ổn hơn các bạn. Thử xem đã, xem thế nào. Ui. Quét phát, ulti phát bay màu luôn ạ. Được của nó anh em. Vậy Zero trông vậy đánh hơi bị được đó. Đùa. Ulti. Trời ơi. Mà lần sau vẫn phải để lên trước anh em thì mới ra tỷ lệ win mới cao hơn. Win chắc rồi. Ok, chiến nào. Đây. Vì phía đằng sau là nó bị tấn công nhiều anh em. Còn Mangela nó tấn công phía đằng sau nhiều. Đó, thì để nhà đánh vẫn ok hơn này. Đấy. Đó. Đấy, để nàng trước này đánh rất ok luôn. Tấn công. Quận phát nữa. Ulti nào. Rồi, chết giờ toang 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 rồi. Kịp ulti không? Không kịp ulti các bạn. Vẫn phải để thêm một cháu nữa đằng sau ạ. À. Usopp đằng sau đi. Usopp yếu quá, cho Usopp đằng sau đã quen. Usopp khỏe hơn anh em nội. Yếu gì Usopp khỏe hơn trong ra đằng sau gánh gánh đam các bạn. Thêm một con ra đằng sau trụ đam cho nữa. Thì mới ra mới chống chịu được. À, chào tất cả anh em đến buổi công chiếu nhá. Anh em nào chưa like thì cho xin một like, cảm ơn rất nhiều ạ. Cho xin một like, một comment nào anh em ơi. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho một đăng ký luôn. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Rồi, hay quá. Cố lên nào. Ôi. Bằng đây. Ôi giời ơi luôn anh em. Đúng kiểu ôi giời ơi luôn ạ. Đúng kiểu ôi giời ơi luôn ạ. Đùa đau đấy nhờ. Là nữa anh em. Cho Robin đằng trước thôi. Anh cho đúng mình Robin đằng trước thôi anh em xem thế nào. Đúng rồi hay quá. Đúng rồi hay quá. Có lên nào. Có lên, có lên. Đúng rồi. Úi giời, đánh nhiều vẫn ổn hơn này. Nó đánh nhiều vẫn ổn hơn các bạn nhá.
Rồi vẫn win, win ơi. Đó, đánh như này có vẻ ổn hơn. Xem nào. Ok. Xem nào, quét hết map rồi anh em. Vừa rồi. Rồi, bỏ đi. Đấy, còn hai map nữa anh em. Đây, đến bên này. Thành viên mới Lee Jin. Mà cha phan nhưng mà no lại bị ấy rồi anh em. Nào, tấn công phát xem sao anh em. Sabo chứ, thằng này tôi bữa tôi hủy mất Sabo rồi. Rumba. Ở Rome. Giờ này Rumba. Úi giời anh Nguật, úi giời đường được. Úi giời được được đà. Đấy rồi, dọc kiếm. Ui khỏe nhờ. Một phát nửa cây của Jin B luôn anh em. Khỏe nhờ. Nhưng mà HP hắn yếu quá. Đó, hai lộ phát là bay màu rồi. Cày thế nhờ. Gót chiếu thế là bay màu rồi các bạn. Chứ ăn thua gì cả. Và sự kiện rồi. Để xem nào. Anh ba thứ hai. Thiếu 3 form nữa à? 3 form nữa anh em. À, 2 form chứ. Nó có 3 form, thiếu 2 form nữa. 2 form nữa là đủ rồi. HP chưa có anh em, thiếu 2 form cho anh ấy nữa. Ai cha. Katakuri. Không. Giờ phải đến nổ anh em. Bút cháo nổ đánh gây sát thương. Uầy. Toàn mạnh thôi nhưng mà chưa úp được anh em. Ôn áp. Đó, sao bao nhiêu ngày nâng cấp. Khổ cực. Thiếu 2 form nữa là E4. 5 form nữa là E5. Cố gắng cày thôi. Ok, nói chung thì thôi video chắc tôi cũng điểm qua sương sương quẩy sự kiện này thôi anh em. Clip tôi xin phép anh em vào đây nhá. Chiếu vào test tem mới đây anh em, nổ đấm đá quá. Mình lên được chó lù chơi vẫn sướng các bạn. Anh em chịu khó mà lần nha, lần lên mà chơi về lắm. Ok, thôi giờ thì bye bye. Tạm biệt mọi người clip theo nha. Và nếu anh em nào đã chậm tay chưa nhận được cái code thì đúng đừng lo các bạn. Đừng quên voucher đăng ký kênh nhưng mà chung thông báo và dõi theo video mới nhất bên kênh từ thành phố. Sẽ có những video cập nhật tặng code tiếp cho anh em. Ngoài ra thì nếu anh em thích series này đừng quên để lại cho mình một like và một comment tôi biết nha. Ok, bây giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt mọi người.